quyển 1 chương 1, kỳ, nghe chọn bộ tại mê com. Nằm trên đất sở hằng chậm rãi mở hai mắt ra, cua cua đầu hắn bắt đầu cố gắng nghĩ lại chính mình làm sao sẽ ở nơi như thế này. Bốn phía đen kịt một màu, sở hằng không cảm giác được chu vi có bất luận là đồ vật gì. Sờ sờ mặt đất ẩm ướt hoạt hoạt khá giống rêu xanh, sở hằng suy đoán, chậm rãi đứng dậy đột nhiên cảm thấy đầu óc một trận mê muội một luồng như nước thủy chiều giống như ký ức mảnh vỡ dồn dập vọt tới hắn nhìn thấy nhà cao tầng qua lại không thôi dòng xe cộ bốn phía đoàn người phun trào hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy một viên màu đỏ lưu tinh ở trên trời càng lúc càng lớn cuối cùng đem tầm mắt của hắn mai một hắn nhìn thấy một chiếc tràn ngập công nghệ cao khí tức phi thuyền vũ trụ ở trên thành thị mới tàn phá các loại phim khoa học viễn tưởng bên trong mới phải xuất hiện laser vũ khí bay múa đầy trời cao lầu bị oanh sụp cao ốc bị đẩy ngã mà dìa đường đám người thì lại đang điên cuồng chạy trốn có lão nhân có thanh niên còn có một bé gái ngã xuống đất ôm đầu ngồi khóc lớn sau đó một khối thép bay lượn đập trúng đầu của nàng a à, sở hằng ôm đầu kêu thảm thiết, những ký ức ấy đến quá mức hung mãnh, lượng lớn tin tức hầu như đem sở hằng đầu căng nớt. Đến nửa ngày sở hằng mới bình tĩnh lại. Có điều bình tĩnh lại tâm tình sở hằng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi đến cùng phát sinh cái gì. Hắn vốn là một bình thường hoa quốc thanh niên, nhưng ở 2013 năm ngày mùng 1 tháng 11 ngày đó triệt để thay đổi sở hằng cùng nó thế giới đang ở. Nguyệt thần đế quốc là thống trị mấy triệu cái chủng tộc siêu cấp văn minh, nhưng mà bởi vì bỏ vào quá nhiều tài nguyên nghiên cứu, lĩnh vực của thần. Này một cấm kỵ khoa học kỹ thuật mà dẫn đến quốc lực suy yếu, bị đồng dạng mạnh mẽ nữ đế quốc Islamic hủy diệt. Đang bị diệt tộc trước một khắc, Nguyệt thần đế quốc thủ tịch nhà khoa học đem vừa nghiên cứu thành công lĩnh vực của thần khoa học kỹ thuật kết tinh, ki, đưa vào thời không vết nớt. Mà kỳ trùng hợp tiến vào địa cầu. Đế quốc Islamic không cam lòng đồ vật đến tay từ trong tay bay đi, liền không để ý nguy hiểm mạnh mẽ mở ra thời không vết nứt lần theo kỳ mà đi. Cuối cùng kỳ rơi vào trong tay sở hằng, chính là bây giờ ở sở hằng trong đầu cái kia màu đỏ viên cầu, vừa nãy ký ức bắt đầu từ cái này trong viên cầu truyền tới. Ở kỳ phát hiện trên địa cầu có người thì liền dùng còn sót lại năng lượng cưỡng chế chấp hành thời không nhảy lên, mang theo sở hằng đi tới cái này xa lạ địa phương. Đế quốc Islamic không chiếm được kỳ chắc chắn thẹn quá thành giận, e sợ lúc này địa cầu đã bị chiến hạm của đế quốc đem phá hủy đi, Sở Hằng nghĩ tới đây liền đầy mặt thống khổ. Mà nghĩ đến cha mẹ chính mình, nghĩ đến em gái của chính mình, nghĩ đến cái kia ven đường ngã trên mặt đất bé gái, Sở Hằng tâm cũng triệt để bị cừu hận cho lấp kín. Ta Sở Hằng xin thề, chỉ cần ta còn sống sót, đế quốc Islamic chắc chắn gặp phải hủy diệt, Sở Hằng gầm hét lên sở hằng sở dĩ dám phát như vậy thế cũng không phải là bị cưu hận làm choáng váng đầu óc, niềm tin của hắn liền bắt nguồn từ trong đầu kỳ. Kỳ là vũ trụ siêu cấp văn minh nguyệt thần đế quốc tiêu tốn mấy triệu năm sáng tạo ra khoa học kỹ thuật kết tinh, nghiên cứu của hắn phương hướng chính là được gọi là lĩnh vực của thần. Sinh mệnh khoa học kỹ thuật cái gọi là sinh mệnh khoa học kỹ thuật cũng không phải cấp thấp sinh vật khoa học kỹ thuật mà là chỉ có thần mới có thể nắm giữ sức mạnh sáng tạo sinh mệnh chỉ cần có đầy đủ số liệu lý luận cùng gen mật mã khi trên lý thuyết tới nói có thể sáng tạo ra ung dung hủy diệt một cái tinh cầu khủng bố sinh mệnh nhưng sáng tạo ra như vậy sinh mệnh sẽ tiêu hao rất năng lượng khổng lồ hơn nữa còn cần đi qua vô số nhân viên nghiên cứu khoa học nhiều lần luận chứng thí nghiệm mới có thể được gen mật mã có điều cái kia đều là rất lâu chuyện sau này hiện tại sở hằng chỉ muốn rời đi nơi này đồng thời sống mà đi ra tinh cầu này cuối cùng hướng đi hắn báo thù con đường sở hằng từ lâu được kỳ bên trong tin tức đối với kỳ phương pháp sử dụng đương nhiên cũng là hiểu rõ, liền trong lòng đọc thầm nói. Kỳ, đột nhiên lúc thì đỏ quang né qua, sở hằng trong đầu màu đỏ hình cầu liền xuất hiện ở sở hằng trước mặt. Chỉ nghe hình cầu phát sinh một trận tiếng vang kỳ quái âm thanh, sau đó đột nhiên truyền ra một trận không tình cảm chút nào âm thanh như máy móc. Tư tư. Ngôn ngữ đã quét hình cắt xong xuôi, kỳ quét hình đã trói chặt ký chủ, bởi vì ký chủ thể chế quá mức nhỏ yếu, vì lẽ đó 99,99% ,99 tin tức vẫn chưa truyền vào ký chủ trong đầu, xin mời ký chủ chỉ thị. Chỉ truyền 99,99% ,99 liền để đầu của chính mình suýt chút nữa bể mất, nếu như toàn bộ truyền ta bây giờ còn có thể sống sót sao? Bất quá nghĩ đến chính mình tình cảnh vẫn là mau mau tiến vào đề tài chính đến ta hiện tại muốn sáng tạo một mạnh mẽ sinh mệnh bảo vệ ta, ta nên làm gì? Kỳ nhấp nháy mấy lần liền hồi đáp. Bây giờ còn lại cấp thấp năng lượng là 10, chỉ có thể sáng tác ra 10 năng lượng trở xuống sinh mệnh, sinh vật cơ sở dữ liệu ở xuyên qua thời không khe hở thì bị hao tổn, không thể hoàn toàn công tác. Cần khẩn cấp ghi vào gen tư liệu. Miệng nó, sở hằng văng tục. Nói rồi nhiều như vậy không phải nói vô ích sao? nhiều như vậy tin tức không hư hao, một mực sinh vật cơ sở dữ liệu hư hao, này không phải chơi ta sao? Sinh vật cơ sở dữ liệu bị hao tổn, không thể hoàn toàn công tác là có ý gì? Sở hằng ôm lòng chờ may mắn bên trong hỏi. Khi máy móc nói, cơ sở dữ liệu bị hao tổn nghiêm trọng, nếu như mạnh mẽ tìm tòi lấy ra tư liệu sẽ có 99% khả năng hoàn toàn tổn hại cơ sở dữ liệu, vì lẽ đó cần ký chủ so với siêu tầm. Sở Hằng vừa nghe có hy vọng hỏi vội, cái gì là so sánh với tìm tòi? So sánh với tìm tòi chính là ký chủ dựa vào trí tưởng tượng cung cấp cần sáng tạo sinh vật cơ bản số liệu, do hệ thống bên trong lấy ra tối gần gũi sinh vật tư liệu. Nhưng tư liệu bị hao tổn mà không cách nào lấy ra nguyên gen, để cho ký trí năng tìm tân gen xứng đôi giải thích như vậy sở hằng liền rõ ràng nói trắng ra chính là chỉ cần mình có thể tưởng tượng ra một sinh vật cơ bản hình dạng cùng năng lực mạnh yếu kỳ liền có thể sáng tạo ra tương tự sinh vật đây mới thực là sáng tạo mà không phải phục chế gen đã có lần này sở hằng cao hứng trong lòng oai oai sáng tạo ra một con rồng lớn cưỡi ở dưới chân thật là có bao nhiêu phong cách a à? muốn cái kia nguyệt thần đế quốc mạnh mẽ như vậy văn minh nên thu nhận có sinh vật như vậy hàng mẫu đi liền hưng phấn hỏi nhanh cho ta sáng tạo một phong cách cự long đi ra vừa nói một bên trong đầu tưởng tượng kỳ huyễn trong tiểu thuyết phương tây cự long dáng vẻ cùng sức mạnh đáng tiếc ý nghĩ là mỹ hảo hiện thực nhưng là tàn khốc khi nháy mấy cái hồng quang sau liền nói Tìm ra tương tự sinh vật còn sót lại tư liệu, cần cấp thấp năng lượng vượt qua 100.000 đặc thù năng lượng, bởi vì khuyết thiếu gen mật mã, hệ thống đem tự động hợp thành gen. Dự tính sức mạnh so với lý tưởng thấp 90%, điều kiện không vừa lòng, không cách nào sáng tạo. Sở hằng trong nháy mắt bị dội bồn nước lạnh, có điều người cũng bình tĩnh lại, khi mặc dù là trong lĩnh vực của thần khoa học kỹ thuật kết tinh, nhưng rõ ràng không phải chân chính thần hắn sáng tạo sinh vật là cần đánh đổi, năng lượng hiển nhiên chính là đánh đổi một trong, hơn nữa không có xác thực sinh vật tư liệu, bị sáng tạo ra đến sinh vật sức mạnh cũng sẽ mất giá rất nhiều. Kết quả là là cho có thể sáng tạo ra sức chiến đấu dường như bị khắc đại ma vương năng lượng, sáng tạo ra đến nhưng là dường như sủi cảo như vậy cặn bã. Xem ra sau này còn cần chính mình thu thập sinh vật hàng mẫu mới đáng tin a à. Quyển 1 chương 2 sơ chiến nghe chọn bộ tại mê audio com có điều vừa nghĩ tới cần chính mình thu thập sinh vật tư liệu sở hằng đầu lại bắt đầu đau lên hiện tại sở hằng ngay cả mình ở cái kia cũng không biết có điều xem ra nơi này hẳn là một thích hợp nhân loại sinh sống nếu như là một không có dưỡng khí tinh cầu e sợ chính mình đã sớm tắc thở trở lại hiện thực, sở hằng cũng không muốn vừa được bảo vật còn không yêu bê lên liền chết đi. trước tiên sáng tạo ra một thực dụng sinh vật làm hộ vệ mới là đường ngay a. lúc này sở hằng không có mơ tưởng xa vời, hắn nghĩ tới rồi chính mình đã từng yêu thích chơi một game Starcraft, sinh vật đều là vì giết chóc mà sinh, vừa vặn rất thích hợp tình huống bây giờ cho ta sáng tạo một đầu zergling, là starcraft bên trong cấp thấp nhất chiến đấu sinh vật nghĩ đến tiêu hao năng lượng nên không phải rất nhiều đi. Kỳ lấp lóe hai lần nói, tìm thấy được tương tự sinh vật cần tiêu hao cấp thấp năng lượng 10 điểm, bởi vì khuyết thiếu gen mật mã, hệ thống đem tự mình tạo thành gen, dự tính sức mạnh so với lý tưởng bên trong suy yếu 50%. Xin mời trước tiên mà sống vật mệnh danh sau sáng tạo, là hoặc hay không? sáng tạo, một dơ linh liền đem chỉ có năng lượng dùng hết, mệnh danh là tiểu cẩu, sáng tạo. Tuy rằng thực lực suy yếu 50%, nhưng dù sao cũng hơn không có được, sở hằng quả đoán lựa chọn sáng tạo nó. Chỉ thấy lúc này trước mặt mình không gian đột nhiên một trận vặn vẹo, xấu xí mà tràn ngập xâm lược tính sinh vật xuất hiện ở trước mặt mình sau đó một sinh vật như một con chó săn bò đến sở hằng dưới chân lẳng lặng mà chờ đợi sở hằng mệnh lệnh cảnh cáo cảnh cáo năng lượng không đủ kỳ sẽ tiến vào trạng thái hôn mê xin mời bổ sung năng lượng nói xong còn không chờ sở hằng hỏi làm sao sung năng liền đã hóa thành một đạo lưu quang đi vào sở hằng mi tâm ta kháo quá không trí năng đi, năng lượng dùng hết sẽ tiến vào trạng thái hôn mê cũng không nói cho ta biết trước một tiếng, còn không thấy ngại nói mình là công nghệ cao. Sở hằng không nói gì quay về kỳ biến mất địa phương duỗi ra ngón giữa. Có điều mắng thì mắng, sở hằng hay là muốn đối mặt hiện thực, quan sát bốn phía một cái, lúc này bởi vì không có kỳ chiếu dọi ra hồng quang, bốn phía lần thứ hai trở nên một mảnh đen kịt lại chửi nhỏ một tiếng, sở hằng mới nhớ tới bên chân chính mình vừa sáng tạo ra đến tiểu cầu, mơ hồ chỉ nhìn thấy một đường viên. Sở hằng ra lệnh tính thăm dò. Tiểu cầu, đi tìm tòi chu vi, tìm một đường đi ra ngoài. Tê, tê kêu quái dị vài tiếng, tiểu cầu vèo biến mất ở sở hằng bên trong tầm nhìn, tuy rằng cũng do bốn phía đen kịt nguyên nhân, nhưng tốc độ này cũng làm người kinh ngạc tẻ nhạt chờ đợi hai phút sở hằng đột nhiên cảm thấy phía sau có động tĩnh nhưng một loại cảm giác kỳ diệu để sở hằng mơ hồ biết ở sau lưng sinh vật chính là mình sáng tạo ra tiểu cầu tt tê tê, tuy rằng nghe không hiểu tiểu cầu tiếng kêu nhưng một loại cảm giác kỳ diệu lại làm cho sở hằng rõ ràng tiểu cầu muốn biểu đạt ý tứ nó tìm tới đường đi ra ngoài liền vội vàng gọi chó con đi dẫn đường sở hằng lảo đảo theo chó con rốt cục ở mặt trước nhìn thấy một tia tia sáng liền hưng phấn tăng nhanh tốc độ rốt cục lao ra cái này đen kịt vực sâu không đáy tia sáng trói mắt làm con mắt đâm đau đớn đến nửa ngày mới khôi phục thị lực sở hằng mới khiếp sợ phát hiện đây là một cái thế giới thế nào chính mình đứng ở sườn núi của một tòa núi cao sau lưng là chính mình vừa mới đi ra sơn động mà trước mặt tất cả đều như là vô biên vô hạn rừng rậm lít nhà lít nhít cây cối nhiều khiến người ta nghẹt thở sở hằng tuy không có từng tới trên địa cầu rừng rậm amazon nhưng sở hằng nhưng có thể khẳng định vùng rừng rậm này so với amazon lớn hơn nhiều lắm lúc này bên người tiểu cầu nhưng gấp gáp gào thét lên tt tê tê. sở hằng quay đầu nhìn lại một sinh vật giống như chó đất ở địa cầu chính đang cách đó không xa đang nhìn mình ánh mắt lạnh như băng sáng tỏ đem sở hằng như là món ăn nhưng lại tựa hồ như rất kiêng kỵ sở hằng bên chân tiểu cầu, vì lẽ đó chậm chạp không có khởi sướng tiến công. Đột ngột nhìn thấy một rõ ràng là ăn thịt động vật đem sở hằng sợ hết hồn, bất quá nghĩ đến bên người tiểu cầu, sở hằng dũng khí lại trở về không ít, chỉ vào cái kia sinh vật nói. Đi đem nó xé nát tiểu cầu đối với sở hằng mệnh lệnh không chút do dự, liền rời đi sở hằng bên người, hướng về cái kia chó đất chạy tới, cái kia chó đất sững sờ, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại, ngửa đầu lên. Bốn phía liền xuất hiện lít nha lít nhít màu đỏ kỳ quái phù hiệu giống như nòng nọc, sau đó bằng tốc độ kinh người ở chó đất trước mặt tổ hợp thành quyển hình trận pháp một luồng nóng rực khí tức từ trong trận pháp tản mát ra, chỉ thấy một to bằng nắm tay quả cầu lửa phút chốc một hồi liền hướng chó con vọt tới. Sở hằng kinh hãi, ở sở hằng trong đầu rõ ràng hiện ra một đoạn tin tức, phù văn khoa học kỹ thuật. Căn cứ nguyệt thần đế quốc hướng về sở hằng truyền trong tài liệu ghi chép, trong vũ trụ đông đảo chủng tộc có đủ loại minh tiến hóa phương hướng trong đó mấy cái to lớn nhất cái chi nhánh phân biệt là năng lượng văn minh sinh vật văn minh tu chân văn minh cùng phép thuật văn minh mà nguyệt thần đế quốc cùng đế quốc islamic phân biệt đại diện cho sinh vật văn minh cùng năng lượng văn minh đỉnh cao phù văn khoa học kỹ thuật là phép thuật văn minh một loại hết thảy trong vũ trụ có chút kỳ dị địa phương đầy dẫy các loại sinh động nồng độ rất cao nguyên tố phép thuật nơi nào chủng tộc quanh năm suốt tháng ở trong môi trường này sinh trưởng có thể câu thông thiên thể nguyên tố phép thuật từ đó có các loại uy năng cuối cùng trở thành một chủng tộc mạnh mẽ thậm chí phát triển cường đại đến có thể cùng nguyệt thần đế quốc sánh vai mà không có trí khôn sinh vật càng là đem làm thành một loại bản năng truyền thừa liền tương tự với ma huyễn trong tiểu thuyết ma thú rất hiển nhiên, Sở Hằng Chính là bị ki truyền tống đến như vậy một thế giới, mà càng khổ rồi chính là Sở Hằng gặp phải cái thứ nhất sinh vật chính là nắm giữ phép thuật truyền thừa ma thú. Có điều may mà tiểu cẩu so với Sở Hằng mong muốn bên trong nhanh hơn không ít, hiểm hiểm tránh thoát cái kia quả cầu lửa, sau đó một cái cắn vào chó đất cái cổ. Sắc bén chân trước trực tiếp xuyên qua chó đất bụng, chỉ trong nháy mắt tiểu cẩu liền trung thực chấp hành, xé nát cái này mệnh lệnh một hồi ngắn ngủi ác chiến qua đi mặt đất chỉ còn dư lại một bãi thịt nát mà thắng lợi sau tiểu cầu một mình quay về thịt nát gặm nhấm lên làm sở hằng một trận buồn nôn có điều sở hằng cũng không có đi ngăn cản nó để cái này hung hãn bảo tiêu bất cứ lúc nào duy trì sức chiến đấu là sở hằng có thể tiếp tục sinh tồn hy vọng chỉ chốc lát tiểu cầu liền đem cho đất thi thể ăn liền xương đều không dư thừa, sau đó lại đàng hoàng đi tới sở hằng bên chân, miệng phun ra một viên sáng lấp lánh kết tinh. Sở hằng biết đây chính là cái kia ma thú lấy bắn ra pháp thuật hạt nhân linh kiện, tên của nó có rất nhiều, có điều sở hằng vẫn quán tính gọi là ma hạch. Dù sao ma huyễn trong tiểu thuyết đều là gọi như vậy. Tuy rằng hiện nay vật này đối với Sở Hằng có ích lợi gì còn không biết, nhưng Sở Hằng vẫn là quyết định trước tiên thu ẩn đi, dù sao hiện tại chưa dùng tới không có nghĩa là sau này không dùng tới. Cố nén buồn nôn đem ma hạch dính đầy niêm dịch, Sở Hằng trong nháy mắt mừng như điên, nguyên lai trong đầu vẫn nằm ở trạng thái hôn mê khi đột nhiên tỉnh lại, dùng máy móc đông cứng ngôn ngữ nói. Tìm thấy yếu ớt phép thuật năng lượng trị, có thể chuyển hóa thành cấp thấp năng lượng 10 điểm. Quyển một chương ba đầu châu quái nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com vẫn quấy nhiễu sở hằng vấn đề năng lượng đã có đáp án sở hằng có thể nào không thích nhưng trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc không có giải đáp liền hỏi vội phép thuật năng lượng cùng cấp thấp năng lượng khác nhau ở chỗ nào ngoại trừ săn giết ma thú làm sao thu thập năng lượng phép thuật năng lượng là một loại đặc thù năng lượng, cao cấp sinh mệnh thôi hóa cần khổng lồ đặc thù năng lượng, chuyển hóa tỷ lệ vì là một phép thuật năng lượng bằng 1.000 cấp thấp năng lượng. Ngược chuyển hóa là 10.000 cấp thấp năng lượng bằng một phép thuật năng lượng. Quét hình đến tinh cầu này các loại năng lượng phong phú, ký chủ có thể săn giết ma thú được vi lượng sinh mệnh năng lượng cùng phép thuật năng lượng cũng có thể chặt cây thực vật thu thập càng thêm yếu ớt sinh vật năng lượng, có điều cần chuyển hóa môi giới. Xem ra vừa mới cái kia ma hạch năng lượng quả nhiên thấp đáng thương, chuyển hóa thành cấp thấp năng lượng dĩ nhiên chỉ có 10 điểm, không trách khi chỉ nói rõ quét hình đến yếu ớt phép thuật năng lượng. Liền cái cụ thể trị số cũng không cho. Môi giới là con tôm đồ vật. Sinh mệnh năng lượng lại là cái gì? khả năng là bởi vì tiểu cầu đem cái kia chó đất ăn thịt, vì lẽ đó khi không có phát hiện sinh vật năng lượng đi, xem ra sau này phải chú ý. Mà nghe kỳ ý tứ sau này sáng tạo cao cấp sinh mệnh cần rất nhiều phép thuật năng lượng, mà một điểm phép thuật năng lượng dĩ nhiên chỉ có thể chuyển hóa thành một nghìn cấp thấp năng lượng. Cấp thấp năng lượng chuyển hóa thành một điểm phép thuật năng lượng dĩ nhiên cần 10.000 cấp thấp năng lượng, đây chính là gấp 10 lần tranh lệch A xem ra sau này phải cố gắng thu thập phép thuật năng lượng, bất quá đối với bây giờ năng lượng khan hiếm, sở hằng tới nói vẫn là khẽ cắn răng. Mệnh lệnh khi đem phép thuật năng lượng chuyển hóa thành 10 điểm cấp thấp năng lượng. Đột nhiên sở hằng linh cơ hơi động, kỳ sáng tạo sinh vật đều là đột nhiên xuất hiện nếu như chính ta cung cấp vật liệu. Tỉ như sinh vật thi thể có thể hay không giảm thiểu khi đối với năng lượng nhu cầu nghĩ tới đây vội vàng hướng về khi đưa ra vấn đề của chính mình. Trên lý thuyết là cho phép, có điều cần chuyển hóa vật chất môi giới, một nơi ấp an toàn, kỳ đáp. Sở hằng lại một lần nghe được từ môi giới, có điều đột nhiên nghĩ đến trong Starcraft trùng tộc căn cứ, liền hỏi. Sáng tạo ra một chủ căn cứ có thể hay không làm làm môi giới? Trong lòng đồng thời ảo tưởng trùng tộc căn cứ số liệu tìm thấy được tương tự sinh vật bởi vì khuyết thiếu gen mật mã, hệ thống tự động hợp thành gen, thực tế sáng tạo ra sinh mệnh năng lực thấp hơn mong muốn 60%. Cần cấp thấp năng lượng 500, điều kiện không vừa lòng. Đo lường đến nên sinh vật vì là có thể được môi giới, trên lý thuyết chỉ cần cung cấp đầy đủ sinh vật lòng trắng trứng, có thể hạ thấp 30% năng lượng nhu cầu. Sở Hằng nghe xong mừng như điên, chính mình dự đoán dĩ nhiên là chính xác, xem ra sau này cần tán năng lượng ra một trùng tộc căn cứ. Như vậy chờ tương lai lượng lớn sử dụng năng lượng sáng tạo sinh mệnh thì liền có thể phát huy ưu thế thật lớn. Hơn nữa môi giới thứ này Sở Hằng cũng đại khái tìm hiểu được là có ý gì, liền lại hỏi. Trùng tộc căn cứ có thể hay không làm thu thập thực vật sinh vật năng lượng môi giới? Hệ thống có thể ở sáng tạo ra nên sinh vật sau tiến hành điều hòa, gia nhập này gen, nhưng cần ngoài ngạch tiêu hao 500 điểm cấp thấp năng lượng kỳ hồi đáp. Bị sáng tạo ra sinh vật còn có thể thăng cấp. Sở Hằng nghe xong mừng rỡ, có điều hiện tại hiển nhiên không thừa bao nhiêu năng lượng đi làm những chuyện này trở lại hiện thực sở hằng lại bắt đầu mặt đối với bây giờ tình cảnh rừng rậm như vậy nắm giữ không biết bao nhiêu ma thú đối với hiện tại sở hằng tới nói vừa kỳ ngộ cũng ẩn chứa càng to lớn hơn nguy cơ cũng không ai biết trong rừng rậm có thể hay không đột nhiên bốc lên một mạnh mẽ cự long đến thời điểm e sợ sở, sở hằng còn không nghiêu bê lên liền trước hết ngỏm củ tỏi Nghĩ tới đây, vì mình an toàn cân nhắc, sở hằng quyết định lại sáng tạo ra một sinh vật, như vậy chính mình sinh tồn tỷ lệ cũng lớn hơn điểm. Mà vừa nãy tiểu cầu biểu hiện rất là xuất sắc, sở hằng không biết mình lại đổi một sinh vật có thể hay không còn có tốt như vậy, vì lẽ đó bảo hiểm vẫn là quyết định lại sáng tạo ra một con tiểu cầu. Một trận không gian vặn vẹo, Sở Hằng trước mặt liền có thêm cùng trước sáng tạo tiểu cầu giống nhau như đúc, tương tự hung hãn, dữ tợn, xấu xí mà tràn ngập xâm lược tính. Có thêm một bảo tiêu Sở Hằng trong lòng liền chân thật hơn nhiều, không thèm đếm xỉa đến ki hôn mê cảnh cáo thanh, cẩn thận từng ly từng tí hướng về một khu vực dưới ngọn núi rừng cây đi tới đi qua một mảnh chọc lốc bãi đá, sở hằng càng chạy càng thấp, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải động vật gì, cho sở hằng một loại rất cảm giác xấu. Sở hằng để một con tiểu cầu đi dò đường, một con ở lại bên cạnh mình bảo vệ mình. Cẩn thận từng ly từng tí một, đi được một quãng thời gian, đột nhiên nghe được một tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc sau đó liền nhìn thấy vừa nãy chính mình thả ra ngoài điều tra con kia tiểu cầu từ một mặt sau nham thạch trốn ra quay chung quanh sở hằng gọi tt tê tê, lên một loại không tên cảm ứng để sở hằng rõ ràng tiểu cầu ý tứ liền theo tiểu cầu vòng tới cái kia nham thạch mặt sau định thần nhìn lại ở ngoài mười mấy mét một con hỏa hồng ma thú chỉ lộ một cái đầu nghiêu thân thể bị một đá tảng cao mấy chục mét ngăn chặn mà không thể động đậy cái kia ma thú nhìn thấy sở hằng nhất thời lại là một tiếng giống giận rung trời uy thế đem sở hằng sợ đến mặt không có chút máu ngã trên mặt đất suýt chút nữa quay đầu bỏ chạy có điều cuối cùng sở hằng vẫn là cường tự quyết tâm cái kia ma thú là bị ép đến dưới đáy tảng đá hiện ra là không thể động hơn nữa ma thú này đẳng cấp xem ra cũng không thấp đây chính là lượng lớn năng lượng a làm sao có thể liền bỏ qua như vậy sở hằng hơi hơi bình tĩnh lại tiện tay nhặt lên một tảng đá hướng về đầu châu ma thú ném tới cục đá xẹt qua một duyên dáng đường pa ra bôn tinh chuẩn tạp đến cái kia đầu châu quái mí mát có điều hiển nhiên nho nhỏ cục đá cũng không thể đối với đầu châu quái tạo thành thương tổn nhưng cũng thành công làm đầu châu quái tức giận hống tương đương đầu trâu quái gầm lên giận dữ sau đó trên đỉnh đầu lít nha lít nhít màu đỏ phù văn nhanh chóng tổ hợp thành một cái vòng tròn hình trận pháp sở hằng kinh hãi vội vàng mang theo hai con tiểu cầu vòng tới mặt sau nham thạch ẩn núp chỉ nghe dầm một tiếng nổ vang qua đi sở hằng cảm giác được một mảnh nóng rực khí tức tràn ngập bốn phía có điều hiển nhiên cái kia phép thuật cũng không thể xuyên thủng này nham thạch chờ giây lát phát hiện không có tình huống thế nào sau, sở hằng từ từ thò đầu ra nhìn một chút vừa nãy chính mình chỗ đứng, trên mặt đất xuất hiện một rộng 2 mét cháy đen hố sâu. Còn có một trận lượn lờ khói xanh bốc lên, mà trên nham thạch cũng bị huân thành màu đen. Vừa liếc nhìn con kia đầu trâu quấy, rõ ràng so với vừa nãy uể oải không ít, hiển nhiên như vậy uy lực phép thuật cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể thả sở hằng linh cơ hơi động lại kiếm lên một cục đá cẩn thận mà thò đầu ra nhắm vào thật sau lại quăng đến đầu trâu quái trên đầu hống tương đương lúc này đầu trâu quái hoàn toàn bị làm tức giận đường đường một cấp sáu ma thú ở toàn bộ thì thầm tùng lâm không tính là gì lợi hại tồn tại nhưng ở này một cánh rừng bên trong đã là xưng vương xưng bá tồn tại nếu không là ngày hôm trước chính mình vì truy một ngon miệng mỹ vị, vì không chú ý đem đá tảng trên núi pha sụp xuống ngăn chặn chính mình, hắn. Một nhân loại nho nhỏ dám như thế sỉ nhục chính mình sao? Quyển 1 chương 4, tuyệt cảnh sống lại, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Nghĩ tới đây, đầu châu quái triệt để điên rồi, bốn phía nguyên tố, lửa, trong nháy mắt sôi vọt lên, từng cái từng cái huyền ảo phù văn lâm không bay lượn tạo thành một cái so với vừa nãy càng thêm phức tạp mà khổng lồ trận pháp. Sở hằng sau khi nhìn thấy sợ đến quay đầu liền chạy, mới chạy mười mấy bước liền nghe được một tiếng vang thật lớn, chính mình cũng bị chấn động đến mức ngã chồng vó tự trên đất. Vầy vầy đầu còn ở trạng thái say xe, sở hằng gian nan bò lên, liếm liếm phát khô môi nhìn hai con tiểu cầu, một con nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mình cùng nó vi diệu cảm ứng cũng tách ra. Hiển nhiên là chết không thể chết lại, một con khác chó con cũng là xuyên bụng thủng ruột, nằm trên đất gian nan muốn bò lên nhưng cô thành công, hiển nhiên cũng là cách cái chết không xa. Sở Hằng biết, ngay ở vừa nãy trong nháy mắt đó, hai con chó con vì bảo vệ mình vì chính mình chặn lại rồi mấy khối phi thạch mới sẽ như vậy sở hằng nhất thời rơi vào hối hận cùng tuyệt vọng bên trong nếu như ở cái này nguy hiểm thế giới không có này hai con chó con hỗ trợ chính mình e sợ cũng sinh tồn không được bao lâu quay đầu nhìn xuống vừa nãy chính mình núp ở phía sau diện nham thạch lúc này đã bị nổ thành hoàn toàn thay đổi nếu như vừa nãy mình lựa chọn trốn ở tảng đá mặt sau mà không phải xoay người chạy trốn e sợ lúc này chính mình đã sớm treo mà xa xa đầu trâu quái lúc này lại càng thêm uể oải thậm chí ngay cả hô hấp đều yếu ớt rất nhiều đi vẫn là không đi sở hằng trong lòng suy nghĩ lên vì tham đến cái này ma thú ma hạch sự tổn thất của chính mình có thể nói là tương đương nặng nề nếu như trả giá nhiều như vậy đánh đổi mà một điểm báo lại đều nếu như không có sở hằng e sợ muốn tự tử đều có mà bây giờ để sở hằng sấn hắn hiện tại suy yếu thời điểm giết hắn e sợ cũng không phải cái chuyện đơn giản trước tiên không nói vậy thì đầu châu quái có còn hay không lực phản kích vạn nhất còn có thể bắn ra pháp thuật dù cho chỉ là phóng thích loại kia loại nhỏ phép thuật e sợ sở hằng liền ngỏm củ tỏi coi như đầu châu đã không có lực phản kích chính mình cũng không vũ khí đi giết hắn a à, nhìn hắn ra dày thịt béo dáng vẻ quả đấm của chính mình cũng không thể đem hắn đánh chết chứ có điều hiện tại liền rời đi chính mình khẳng định là một con đường chết, bây giờ hai bảo tiêu đều không còn chính mình còn làm sao sinh tồn. Liếc mắt một cái đã chết đi chó con sở hằng đột nhiên quyết định lấy dũng khí nhặt lên một hòn đá nhỏ chậm rãi tới gần đầu trâu quái, sau đó ném qua sau không hề liếc mắt nhìn quay đầu liền chạy. Chạy mười mấy bước sau sở hằng phát hiện mặt sau không hề có một chút động tĩnh, dừng bước lại đầu trâu cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút cái kia đầu trâu quái cùng chết rồi như thế không nhúc nhích sở hằng lại đang cẩn thận từng ly từng tí một đi về tới lượm cục đá nhỏ hướng về đầu trâu quái ném qua cục đá nện trên mặt đất gầy một hồi bính đến đầu trâu quái trên trán đầu trâu quái vẫn không có phản ứng có nhiều lần ném mấy lần phát hiện đầu trâu quái vẫn là bất động sở hằng dũng khí phồng lên kiếm lên một đoạn xương tiểu cầu bị nổ bay, sở hằng từng bước từng bước địa tới gần đầu châu quái, thật giống sợ thức tỉnh nó. Này không tới 20 mét đường dường như cực kỳ dài lâu, dài lâu để sở hằng cảm giác mình như đi rồi một năm như thế. Theo dầm dầm nhịp tim, sở hằng rốt cục ở đầu châu quái một mét trong phạm vi, sau đó dơ lên trong tay cái xương đột nhiên hướng về đầu châu quái con mắt đâm tới. Lần này sở hằng khiến đủ khí lực toàn thân phốc đến một tiếng, trong tay đoạn xương cắm vào lút cán. Chỉ thấy đầu châu quái đột nhiên co quắp một trận, sau đó liền không một tiếng động, tìm thấy được phép thuật năng lượng một đơn vị, có thể chuyển hóa thành một nghìn điểm cấp thấp năng lượng. Sinh mệnh năng lượng yếu ớt, có thể chuyển hóa thành một nghìn năm trăm điểm cấp thấp năng lượng. Nghe được kỳ lạnh lẽo mà đông cứng âm thanh sở hằng giường như nghe được tiếng trời, trong lòng một trận thoải mái. Sở Hằng không chút do dự nói. Toàn bộ chuyển hóa thành cấp thấp năng lượng. Rõ ràng, toàn bộ chuyển hóa xong xuôi, bây giờ có 2.500 điểm cấp thấp năng lượng. Năng lượng đạt đến tiêu chuẩn, khi mở ra nghiên cứu hình thức, khi nói. Chuyện gì nghiên cứu hình thức, sở hằng nghi ngờ hỏi nghiên cứu hình thức vừa cho phép sáng tạo nguyệt thần bộ tộc nhân viên nghiên cứu khoa học dùng cho nghiên cứu gen tối ưu hóa cùng sáng tạo tân cường lực vật chủng, kỳ đáp. Cái gì? Nguyệt thần bộ tộc có thể bị phục sinh? Vậy ta còn làm mau a à, sở hằng cả kinh nói. Cũng không phải phục sinh, chỉ là nhân bản gen, sáng tạo ra hoàn toàn mới cơ thể sống. Ký chủ không cần phải lo lắng, Nguyệt Thần bộ tộc từ lâu diệt vong, kho gen cũng nhân xuyên qua thời không vết nứt mà bị hao tổn, Nguyệt Thần bộ tộc đã tiêu vong cùng vũ trụ. Mà ký chủ sáng tạo tất cả cơ thể sống đều sẽ dựa vào linh hồn thông đạo pháp tác ràng buộc, không thể xuất hiện phản bội, kỳ hồi đáp. Sở Hằng thờ phào nhẹ nhõm nói, cái gì là linh hồn đường nối? linh hồn đường nối do Nguyệt Thần tộc vĩ đại nhất Hoàng đế Nguyệt Thần Duy Tư phát hiện cùng sử dụng. Là sinh vật khoa học kỹ thuật bên trong ngoại trừ lĩnh vực của thần ở ngoài cao nhất khoa học kỹ thuật. Nó có thể đem tự nguyện linh hồn liên tiếp nối liền một thể, duy tư ý chí tức toàn bộ chủng tộc ý chí, cuối cùng thực hiện nguyệt thần toàn bộ chủng tộc thăng hoa. Trở thành một trong vũ trụ mạnh nhất bảy cái văn minh sở hằng nghe xong âm thầm xạ thiệt này không phải là một hiện thực bản trùng tộc chúa tể cùng phổ thông sâu quan hệ sao một chủng tộc chỉ có một ý chí cái khác cá thể có thể nắm giữ ý nghĩ của chính mình nhưng cũng không thể vi phạm người nắm quyền ý chí chuyện này quả thật là hoàn mỹ nhất một loại phương thức thống trị thật không biết nguyệt thần đế quốc kẻ địch là đế quốc islamic mạnh như thế nào dĩ nhiên có thể đem như vậy một chủng tộc hủy diệt đi có điều chỉ cần ta đem ki uy lực thực sự phát huy, sau đó đạt đến thậm chí vượt qua Nguyệt Thần Đế quốc loại kia độ cao cũng không phải không thể. Sáng tạo nhân viên nghiên cứu cần muốn điều kiện gì? Nhân viên nghiên cứu có thể tối ưu hóa chính mình sáng tạo ra sinh vật, thậm chí có thể sáng tạo ra càng mạnh hơn sinh mệnh, đây chính là thứ tốt, nhất định phải mau chóng sáng tạo ra đến sáng tạo nhân viên nghiên cứu cần chuẩn bị đầy đủ năng lượng, nhân viên nghiên cứu tổng cộng chia làm vì là 5 cái cấp độ, đại não sinh động độ đạt đến 40% cấp D nghiên cứu viên. Cần cấp thấp năng lượng 100 điểm, đại não sinh động độ 60% cấp C nghiên cứu viên, cần 1.000 điểm phổ thông năng lượng. Càng cao cấp nhân viên nghiên cứu hiện nay nhân điều kiện không đủ, không cách nào đưa ra chi tiết cặn kẽ, kỳ hồi đáp. Ta kháo, mỗi cao hơn một cấp không phải là gấp 10 lần vấn đề, cấp D nghiên cứu viên chỉ cần 100 điểm cấp thấp năng lượng, cấp C chỉ cao một cấp liền cần 1.000 điểm phổ thông năng lượng. Này ở sau này có phải là càng khoét đại? Có điều lại nói cấp thấp năng lượng cùng phổ thông năng lượng chuyển hóa tỷ lệ là bao nhiêu? Sở hằng nhược nhược hỏi cấp thấp năng lượng chuyển hóa thành phổ thông năng lượng tỷ lệ vì là 100 so với 1, nghịch hướng chuyển hóa thành 1 so với 10, kỳ hồi đáp. Ta liền biết, phổ thông năng lượng chuyển hóa thành cấp thấp năng lượng nhất định phải chịu thiệt. Có điều này cấp C nghiên cứu viên cần thiết năng lượng dĩ nhiên cùng cấp D nghiên cứu viên tranh lệch 1.000 lần, có phải là quá là khoách đại, sở hằng bưng đầu thở dài nói có điều hiện tại còn không phải cân nhắc những vấn đề kia thời điểm, trước tiên suy nghĩ một chút hiện tại đi. Lập tức sáng tạo ra 10 con tiểu cầu, sở hằng thô bạo nói. Bây giờ có 2.500 điểm cấp thấp năng lượng, đương nhiên đến phóng khoáng một điểm. Quyển 1 chương 5, trùng tộc căn cứ, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com mang theo mười cái tiểu cầu sở hằng không nói là hoành hành không trở ngại cũng gần như là thổ phỉ bá vương nơi này là con kia đầu trâu quái địa bàn cường lực ma thú đều bị hắn trục xuất dọc theo đường đi chỉ gặp phải không ít động vật nhỏ còn có mấy cái cấp một ma thú có điều cuối cùng ở mười con chó con thế tiến công dưới đều hóa thành năng lượng tuy rằng năng lượng không nhiều nhưng mũi lại nhỏ cũng là thịt A, à, nhìn cái kia 2450 điểm năng lượng trị sở hằng cười đắc ý. 10 con chó con năng lượng đã kiếm về một nửa, hơn nữa mỗi lần đều là lấy nhiều khi ít, vì lẽ đó chó con cũng chưa từng xuất hiện thương vong. Rốt cục đi ra núi lớn, sở hằng ở dưới chân núi rừng bước càng đi về phía trước khả năng liền ra cái kia đầu trâu quái địa bàn cánh rừng cây này dị thường tươi tốt, tiến vào rừng rậm thì giống như ngay cả trời cũng phảng phất bị che khuất vậy, nếu như không cẩn thận bị một con mạnh mẽ ma thú tập trung chẳng phải là rất bi kịch. Dựa lưng núi lớn phía trước lại là một cánh rừng, đây là một khối tiệt hảo đoạn đường, sở hằng quyết định đem trùng tộc căn cứ thả tới đây một mảnh trên đất trống, vì vậy nói sáng tạo trùng tộc căn cứ, mệnh danh một level trùng tộc căn cứ, cũng điều hòa ra năng lượng chuyển hóa môi giới, cái này mệnh danh cũng là vì là sau đó căn cứ thăng cấp tính toán. Tìm thấy được tương tự sinh vật bởi vì khuyết thiếu gen mật mã, hệ thống tự động hợp thành gen, thực tế sáng tạo ra sinh mệnh năng lực thấp hơn mong muốn 60%, cần cấp thấp năng lượng 500. Mệnh danh là một level trùng tộc căn cứ. Khi nói xong không gian một trận vặn vẹo, một buồn nôn đến cực điểm đống thịt liên xuất hiện ở sở hằng trước mặt. Đây là một gần cao 10 m 15 m đường kính, khá giống bạch tuộc quái vật. Tám cái xúc tu thật sâu đâm vào trong đất, mặt trên nằm dày đặc này từng cái từng cái giường như bạch tuộc rác hút, thân thể giống như trái tim có quy luật nhảy lên mà chỉ chốc lát trên người nó khí chỗ trống phun ra một luồng màu da khí thể đem chính mình quay chung quanh lên, không lâu lắm liền ngưng kết thành một đoàn giường như trùng kén dạng vật thể. Nhưng cũng không giống trùng kén như vậy như vật chết mà là không ngừng mà nhảy lên. Khoảng chừng quá khoảng 10 phút, trùng kén chậm rãi khô quắt lên, chỉ chốc lát liền theo trùng tộc căn cứ nhảy lên mà dồn dập hoạt rơi xuống sinh vật trùng tộc căn cứ một level điều hòa hoàn thành tiêu hao 500 năng lượng, hiện nay còn lại 1450 điểm năng lượng. Nhìn thấy trùng tộc căn cứ đã xuất hiện, sở hàng tâm tình thật tốt, vì vậy nói. Như thế nào sử dụng trùng tộc căn cứ? Đem cần ấp sinh vật gen ghi vào trùng tộc căn cứ, cũng đem cần sinh vật lòng trắng trứng để vào trùng tộc bên trong căn cứ. Trùng tộc căn cứ đã mở khải bộ phận trí tuệ, có thể trả lời ký chủ vấn đề sở hằng nghe được trùng tộc căn cứ dĩ nhiên có trí khôn vội vã đi tới cơ trước mặt của biết đây là thuộc về mình báo thù bước thứ nhất vì lẽ đó cũng không có đối với trùng tộc căn cứ này xấu xí mà buồn nôn bề ngoài có cái gì bất mãn đối mặt to lớn trùng tộc cơ nói giới thiệu một chút tình huống của chính mình đi chỉ thấy một ướt nhẹp xúc tu từ trùng tộc bên trong căn cứ chậm rãi mở rộng đi ra xúc tu đỉnh dĩ nhiên là một nhãn cầu một luồng không mang theo chút nào cảm tình âm thanh từ trùng tộc trong căn cứ truyền đến. Xác nhận là trùng tộc căn cứ chi chủ, hoàn nghênh chủ nhân, bản căn cứ vì là một level, hiện nay có ấu trùng 16 điều, mỗi 5 phút ấp một cái, hiện nay không gen khố, xin chủ nhân ghi vào gen khố. Đem tiểu cầu gen ghi vào, sở hằng ra lệnh. Xa lạ gen ghi vào xong xuôi loại hình chung tên gọi tiểu cầu đẳng cấp một sức mạnh 4 tinh thần một tế bào 5 năng lượng 5 ấp thời gian sử dụng 5 phút tiêu hao năng lượng 7 điểm cấp thấp năng lượng cần một cân an, bu, min. Nhìn thấy như vậy số liệu sở hằng vẫn là rất hài lòng, kỳ sáng tạo sinh vật tuy rằng chỉ là chuyện trong nháy mắt thế nhưng là tiêu hao càng nhiều năng lượng. Có trùng tộc căn cứ liền có thể tiết tiết kiệm không ít năng lượng mà cái khác số liệu trùng tộc căn cứ cũng giải thích cặn kẽ lại, đẳng cấp chính là vật chủng giai cấp một level liền cùng nơi này một level ma thú thực lực kém không nhiều. Sức mạnh tên như ý nghĩa, biểu thị sinh vật sức mạnh lớn bao nhiêu, mỗi một điểm đại biểu 100 cân sức mạnh, tinh thần đại biểu sinh vật sức mạnh tinh thần sức mạnh tinh thần mạnh mẽ có thể rất dễ dàng nắm giữ các loại tri thức là trở thành một hợp lệ ma pháp sư hoặc nhà khoa học tất yếu nguyên tố tế bào đại biểu sinh vật tế bào cường độ cùng hoạt tính càng cường đại tế bào trị đại biểu càng nhanh vết thương khép lại năng lực cùng càng cứng rắn cường độ thân thể mà năng lượng nhưng là một sinh vật hoạt động nhất định cơ bản trị số năng lượng vì là không thì sinh vật sẽ tiến vào trạng thái hôn mê tiểu cẩu là một loại đặc thù binh khí sinh vật năm điểm năng lượng đầy đủ hắn liên tục tác chiến một tháng không cần muốn lúc tác chiến hắn thì sẽ đình chỉ tiêu hao năng lượng vì lẽ đó bình thường một con chó con có thể tác chiến một năm khoảng chừng trái phải sớm biết chó con có như thế cường sự chịu đựng sở hằng liền không đem cái kia chó đất cho nó ăn mang tới đây xem là albumin nguyên liệu cũng có thể a à. Sở Hằng lại nghĩ đến nghiên cứu viên sự tình, nếu như đi trừ không cần thiết kết cấu thân thể. Đem hắn cải tạo thành một chỉ vì nghiên cứu mà nghiên cứu sinh vật có thể hay không tiêu hao càng thiếu năng lượng. Đối với vấn đề này khi đưa ra đáp án, có thể tiết kiệm 10% năng lượng, liền sở hằng quả đoán mà đem tân nghiên cứu viên gen ghi vào trùng tộc căn cứ loại hình chung tên gọi nghiên cứu via đẳng cấp 2 sức mạnh một tinh thần 30 tế bào một năng lượng một ấp thời gian sử dụng 10 phút tiêu hao năng lượng 63 điểm cấp thấp năng lượng cần hai cân an, bu. Min, sinh vật như vậy có thể nói là rất cực đoan, chỉ vì nghiên cứu mà sinh, hết thảy trị số ngoại trừ đẳng cấp cùng tinh thần, toàn bộ đều là một có điều chỉ cần có thể nghiên cứu ra sở hằng gen cần liền thành, còn ở tại hán lĩnh vực khác có phải là rác rưởi sở hằng không có chút nào quan tâm. Liền để tiểu cầu đem vừa nãy vô giết thi thể tiến vào trùng tộc căn cứ quả đoán lựa chọn ấp năm cái nghiên cứu viên. Lại nghĩ đến chính mình cần trùng tộc căn cứ một nguyên nhân khác là vì có thể thu thập cây cuối chuyển hóa thành tài nguyên, liền liền muốn sáng tạo một có thể thu thập cùng vận chuyển tài nguyên sâu trùng tộc bên trong hùng phong, drone, chính là một cái lựa chọn tốt. Loại hình trùng tên gọi hùng phong đẳng cấp một sức mạnh năm tinh thần một tế bào 3 năng lượng hai ấp thời gian sử dụng 5 phút tiêu hao năng lượng 6 điểm cấp thấp năng lượng cần một gần an, bu. Min đem cần gen ghi vào trùng tộc căn cứ, sở hằng lựa chọn đem còn lại 11 điều ấu trùng toàn bộ ấp thành hùng phong, tài nguyên mới là vương đạo mà, không có tài nguyên hết thảy đều là phù vân từng cái từng cái ấu trùng từ trong căn cứ khí không trung bò ra, chát trên đất bắt đầu phun ra màu da xương mù, chậm rãi, từng cái từng cái trùng kén liền xuất hiện ở sở hằng trước mặt. Đầu tiên phá kén mà ra chính là rất sớm liền ấp năm cái nghiên cứu viên, thân cao 1 mét, một viên đại đầu chiếm cứ thân thể một nửa trọng lượng, dưới thân là từng cái từng cái xúc tu linh hoạt đung đưa. Cùng bạch tuộc hầu như một mô dạng mà Hùng Phong lúc này cũng phá kén mà ra, trên miệng là hai cái đại kiềm có thể mạnh mẽ đem tất cả cây cối cắn xé xuống phân thành vài đoạn mang về căn cứ. Cao tới 5 điểm sức mạnh cũng có thể để cho hắn vận tải nặng tới 500 cân tài nguyên. Có điều ở sở hằng để bọn họ đi đốn cây vận tài nguyên thì nhưng xuất hiện để hắn hầu như chửi ầm lên sự tình, ngây ngốc hùng phong dĩ nhiên không hề hợp tác chung quanh chém lung tung còn có hùng phong dĩ nhiên ngây ngốc bị chính mình cắn đứt thụ cho đặt ở dưới thân không thể động đậy. Bất đắc dĩ sở hằng không thể làm gì khác hơn là tự mình dùng hắn vừa mới chín tất linh hồn đường nối đến chỉ huy những này hùng phong làm việc đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Chỉ cần chính mình một tâm tư, những kia sâu liền sẽ hiểu chính mình nên làm gì.